Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Trước mặt các bác đây là một bộ sản phẩm Louis Hoàng Gia với tổng số là 8 món và kích thước mặt bàn là một kích thước đặc biệt. Và bộ sản phẩm này nó có điểm gì đặc biệt cũng như là đặc biệt như thế nào thì các bác hãy theo chân em tới cuối video. Và đừng quên là hãy tặng cho em những nút like và nút đăng ký kênh để em có nhiều động lực hơn nữa làm cho các bác những video giới thiệu sản phẩm với những mẫu mã mới, mới nhất và hot nhất hiện tại. Và bộ sản phẩm này thì cũng cùng là mẫu Louis Hoàng Gia. Với kích thước đoạn là dài 2m60, chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m49 và sâu phủ bì thì là 76 các bác nhé. Bộ sản phẩm này thì em làm độ dày là khuôn tranh 4 ván 2 ạ. Đối với cái chất liệu gỗ mà em đang làm đây là nền gỗ hương đá, thì đây là một cái chất liệu gỗ với cái độ bền nó rất là cao. Hơn nữa thì khi mà các bác sử dụng chất liệu gỗ này thì cái đường vân cũng như là cái vẻ đẹp của nó sẽ xứng tầm và sánh tầm với cả những cái chất liệu gỗ đắt tiền, ví dụ như là gỗ Lào, hương Lào hoặc là gỗ hương ta bây giờ. Thì hiện tại những cái chất liệu gỗ đó thì khi mà mua với cái mức mua với cái sự đầu tư như bây giờ thì chắc chắn nó sẽ phải gấp 5, gấp 6 tiền, gấp 6 lần cái mức đầu tư các bác sử dụng những cái chất liệu gỗ hương đá như thế này. Nhưng đổi lại cái vẻ đẹp của nó thì nó cũng chỉ 1 9 1 10. Đấy, cái dòng gỗ hương đá này thì đang được người Việt Nam mình sử dụng rất là nhiều, và đặc biệt thì nó phù hợp với thời tiết khí hậu của người Việt Nam. Hiện tại bộ sản phẩm này em làm tổng số là 8 món, sẽ có một đoạn dài 4 ghế đơn, một bàn và hai đôn kẹp. Có duy nhất một cái chi tiết nó khác biệt ở bộ sản phẩm này mà em không thể chờ đợi lâu hơn nữa, em sẽ giới thiệu ngay cho các bác cái chi tiết đó. Đó là chiếc mặt bàn này thì em đang làm với kích thước rất là lạ và rất là đại bạn, gọi là đại ca. Đấy. Cái mặt bàn này thì kích thước chiều rộng em đang làm là 1m37 và chiều dài là 1m70. Mặt bàn này khi mà các bác nhìn thì các bác tưởng chừng như là nó là một hình vuông. Đấy. Mặt bàn này thì đây là một mặt bàn đặt theo kích thước yêu cầu của một vị khách hàng của bên em. Thực ra thì đối với những cái sản phẩm kích thước theo hàng đặt ý, thì nó là những cái kích thước khác lạ. Chính vì vậy là những cái sản phẩm nào đặt thì các bác cố gắng liên hệ trước cho em. Liên hệ trước qua số điện thoại của em đã có ghi ở phía dưới màn hình. Số điện thoại 0926 21 từ quý 3. Và mặt bàn này thì em đục là thuận buồm xuôi gió các bác nhé. Đối với cái nhu cầu của vị khách hàng này thì cái không gian diện tích rất là rộng. Cái không gian diện tích phòng khách để mà kê cái bộ sản phẩm này rất là rộng. Chính vì vậy anh có đặt của bên em một chiếc mặt bàn rất là to. Bình thường ra thì chiều rộng của mặt bàn nó chỉ gọi là một cái diện tích dài gọi là rộng nhất thì nó chỉ rơi vào khoảng độ 81. 81 là đã rất là rộng rồi. Nhưng hiện tại em đang làm dài lên chiều rộng lên tới 1m37 các bác nhá. Đấy, nó ngang ngửa với cả hình vuông đấy ạ. Nó như là hình vuông luôn. Và khuôn tranh ở đây thì em làm với độ dày khuôn tranh là 4 phân, ván ở trong là 2 phân, đục thuận buồm xuôi gió và vẫn có làm những cái ngăn kéo. Đấy, tuy rằng là kích thước khác như vậy nhưng mà cái những cái chi tiết và những cái họa tiết ở dưới là các bác có thể nhìn thấy này, kích thước ở chân 14 thì vẫn như vậy, yếm thì vẫn đục hoa lá tây. Đấy, yếm đục hoa lá tây và vẫn đủ đầy đủ hai ngăn kéo để nhà mình có thể là sử dụng tận dụng những cái công năng, ví dụ như là để chè thuốc lá hay là để những cái đồ dùng vật dụng như là điều khiển tivi. Và những cái chi tiết không thể thiếu cho một bộ bàn ghế phòng khách đó chính là những chiếc ghế đơn. Ở bộ sản phẩm này thì em đang làm tới 4 chiếc ghế đơn. 4 chiếc ghế đơn này thì kích thước giống hệt nhau ạ. Với kích thước chiều ngang là 1m17, chiều cao từ chân lên tới đỉnh là 1m43 và sâu phủ bì là 76. Tất cả kích thước vừa rồi thì đều là kích thước phủ bì. Thì khi mà các bác mà đo kích thước phủ bì thì các bác đo giúp em. Đấy, chiều ngang thì bác đo giúp em trên phần vai. Còn chiều cao thì các bác đo cái phần đỉnh cao nhất. Chiều sâu thì các bác hãy đo cho em ở dưới phần chân. Đấy, chiều sâu này các bác đo giúp em ở dưới phần chân nhá. Từ mõm chân bên này sang mõm chân bên kia thì sẽ được gọi là chiều sâu phủ bì. Những cái chiếc ghế đơn của bộ sản phẩm này thì em làm với cái thông số giống nhau toàn bộ. Và chất liệu gỗ hương đá thì chọn gỗ chọn vân cho nhà mình. Những cái đường vân gỗ loang này các bác có thể nhìn thấy ghế này em đang làm vân gỗ loang. Để mà lo chọn lựa được những cái tấm gỗ vân đẹp thì nó rất là quý. Hay là những cái tấm gỗ chân chó. Đấy, đây là vân gỗ loang các bác nhá. Đây là vân gỗ loang. Vân gỗ của bộ sản phẩm này thì rất là tuyệt vời. Toàn bộ vân gỗ ghế đơn em thấy đây ở đây là toàn bộ là vân gỗ loang này các bác có thể nhìn. Và ngoài ra thì hai chi tiết cuối cùng đó chính là hai chiếc đôn kẹp, hai chiếc đôn cao. Đôn cao ở đây thì em làm 40 x 50. Tổng thể cái bộ sản phẩm này thì em mới đang chỉ để mộc thô thôi, chưa có qua một cái khâu xử lý nào hết. Sau khi mà dựng mộc lên như thế này thì em sẽ kê ra thành bộ để quay video cho bác khách hàng xem.
các khách hàng đó ok thì em mới bắt đầu cho vào hoàn thiện. Đấy, sau khi hoàn thiện thì em sẽ giao hàng và các bác nhiệm thu hàng. Thứ nhất là kiểm tra cho em phải đúng chất liệu gỗ, thứ hai là đúng kích thước như trước khi đặt hàng đã trao đổi, và thứ ba là những cái sản phẩm thì nó đầy đủ, ví dụ như 8 món thì là phải đầy đủ 8 món. Và số điện thoại thì tất cả số điện thoại em đã có ghi ở phía dưới màn hình này, hay là cái địa chỉ thì em cũng đã có dòng chữ chạy ở phía dưới là ở đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video của em. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.